Một tuần nữa lại trôi qua và Thu Thủy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Lịch sử Việt Nam phát sóng hàng tuần trên kênh VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị hồi tưởng về một vị vua trẻ tuổi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chấp nhận hy sinh ngai vàng bệ ngọc để dấn thân vào một cuộc khởi nghĩa khó khăn và nhiều gian khổ để giải phóng đất nước. Người mà chúng ta đang nhắc đến chính là vị vua Duy Tân của triều đại nhà Nguyễn. Vua Duy Tân sinh ngày 19 tháng 9 năm 1900, mất ngày 26 tháng 12 năm 1945, là vị vua thứ 11 của nhà Nguyễn, ở ngôi từ năm 1907 tới năm 1916, sau vua Thành Thái. Vua Duy Tân có tên húy là Nguyễn Phúc Vĩnh San, ngoài ra còn có tên gọi khác là Nguyễn Phúc Hoàng. Ông là con thứ 5 của vua Thành Thái và bà Hoàng Phi Nguyễn Thị Định. Khi vua cha bị thực dân Pháp lưu đày, ông được người Pháp đưa lên ngôi khi còn thơ ấu. Tuy nhiên, ông dần dần khẳng định thái độ bất hợp tác với Pháp. Năm 1916, bí mật liên lạc với lãnh tụ Việt Nam Quang Phục Hội như Thái Phiên, Trần Cao Vân. Ông dự định khởi nghĩa. Dự định thất bại và Duy Tân bị bắt ngày 6 tháng 5 và đến ngày 3 tháng 11 năm 1916. Ông bị đem an trí trên đảo Reunion ở Ấn Độ Dương. Trong Thế chiến thứ hai, từ năm 1939 đến năm 1945, ông gia nhập quân đồng minh chống phát xít Đức. Ngày 26 tháng 12 năm 1945, ông mất vì tai nạn máy bay ở Cộng hòa Trung Phi, hưởng dương 45 tuổi. Ngày 24 tháng 4 năm 1987, thi hải ông được đưa từ đảo Reunion về Việt Nam, rồi đưa về an táng tại An Lăng, Huế, cạnh lăng mộ vua cha Thành Thái. Năm 1885, Bắc Kỳ bị Pháp đánh chiếm. Trong triều Huế, các quan chia thành hai phe. Phe chủ hòa có Trần Tiến Thành và Nguyễn Hữu Độ. Phe chủ chiến có Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường. Nguyễn Văn Tường ra mặt ngoại giao khéo léo với Pháp để Tôn Thất Thuyết ngầm huy động toàn dân kháng chiến. Với danh nghĩa phụ chính, Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường nắm hết quyền hành, triệt hạ những người chủ hòa. Trước đó, vua Kiến Phúc mất ngày 7 tháng 4 năm Giáp Thân 1884. Em là Hàm Nghi 12 tuổi kế ngôi. Khâm sứ Pháp tại Huế là Reynard trách cứ triều đình ta sao không xin phép nước Pháp. Đại tá Gurrier đem 600 quân cùng một đội pháo binh từ Bắc vào Huế để thị uy. Triều đình phải làm lại lễ tấn phong Hàm Nghi để Reynard và Gurrier đến dự. Pháp mới chịu rút quân về Hà Nội. Vì phong trào giải phóng nổi lên khắp nơi, Thống tướng Đầu Quốc Si vừa sang đến Hà Nội, liên kéo 1.000 quân vào Huế ngày 18 tháng 4 năm Ất Dậu 1885, để nói là hội thương với ta, có ý nhân dịp này bắt Tôn Thất Thuyết là người đang ngầm yểm trợ kháng chiến. Thuyết biết được, cao ốm không đến dự, Đầu Quốc Si bảo ốm cũng phải nằm cáng mà sang sứ quán Pháp. Qua ngày 22 tháng 4 Ất Dậu, tức mùng 5 tháng 7 năm 1885, Pháp mở tiệc khao quân để sáng hôm sau vây bộ binh bắt Thuyết. Thì vào 1 giờ đêm hôm ấy, Thuyết ra lệnh tấn công vào đồn Mang Cá và sứ quán Pháp. Cuộc tấn công thất bại, Pháp phản công, quân ta bị thua. Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở, dựng cờ kháng Pháp, xuống nghịch Cần Vương. Văn thần nghĩa sĩ khắp nơi hưởng ứng nhiệt liệt. Ở kinh đô Huế, Pháp đưa Đồng Khánh lên ngôi. Và đến mấy năm sau, năm 1888, Pháp mua chuộc được một cận vệ của Hàm Nghi là Trương Quang Ngọc, người Mường, mới bắt được nhà vua, đày đi Algeria. Cũng vào năm 1888, Đồng Khánh mất, Pháp đưa Thành Thái 10 tuổi kế vị. Lớn lên, Thành Thái tỏ ý tự lập và thường phản đối chính phủ Pháp. Có lần, vua định trốn sang Trung Quốc, nhưng việc bại lộ bị bắt lại. Từ đó, vì bị Pháp kiểm soát chặt chẽ từng hành động, Thành Thái làm ra vẻ mất trí để ngụy trang. Năm 1907,
Biết được Thành Thái liên lạc với kỳ ngoại hầu Cường Đề ở ngoại quốc, Pháp lấy cớ là nhà vua bị điên, buộc các quan trong triều dâng biểu, yêu cầu vua từ chức. Tất cả đều đồng ý, trừ Ngô Đình Khả, thân sinh Ngô Đình Diệm không chịu ký. Sĩ phu miền Trung có câu, phế vua không khả. Vua Thành Thái có nhiều con trai, đáng lẽ phải chọn người con trưởng kế vị. Nhưng người Pháp sợ một vị vua trưởng thành khó sai khiến, nên họ muốn tìm một người nhỏ tuổi hơn. Khi khâm sứ Phích Năng Ennis Levique cầm danh sách các hoàng tử con vua Thành Thái vào hoàng cung chọn vua, lúc điểm danh thì thiếu mất Vĩnh San. Triều đình cho người đi tìm thì thấy Vĩnh San đang chơi đùa, mặt mày lem luốc, không kịp đưa về nhà tắm rửa, Vĩnh San ra trình diện quan Pháp. Người Pháp trông thấy đồng ý ngay, vì họ thấy Vĩnh San có vẻ nhút nhát và đần độn. Triều đình thấy vua quá nhỏ nên xin tăng thêm một tuổi thành 8. Họ cũng đặt niên hiệu cho Vĩnh San là Duy Tân, như muốn hướng tới sự nghiệp không thành của vua Thành Thái. Vua Duy Tân lên làm ngôi, là lên ngôi ấy, thì cũng có một cái điều khác biệt hơn so với vua cha, tức là không chịu các áp lực chính trị ngay. Bởi vì lúc bây giờ khi ông ấy lên ngôi thì chúng ta biết rằng là cuộc khai thác thực địa nó đang diễn ra rất là ngon lành đối với người Pháp. Và tôi cũng lưu ý rằng cuộc khai thác thực địa lần thứ nhất rồi tiếp nối là cuộc khai thác thực địa lần thứ hai ấy, họ gọi là cái thời kỳ hoàng kim của chủ nghĩa tư bản Pháp ở Việt Nam. Đấy, người Pháp sang cũng đông hơn, ngày một đông hơn, kinh tế thì phát triển, bóc lột thì được nhiều hơn, đô thị thì mở rộng vân vân. Bản thân vua Duy Tân ấy, thì có được một cái điều là những tri thức của vua Duy Tân ấy, thì như tôi đã nói lại còn có những điều kiện thuận lợi hơn Thành Thái. Ông được học tập bài bản hơn và có nhiều cái khả năng ấy hơn. Và chúng ta thấy rằng khi mà vua Duy Tân đã trở thành một trang thanh niên rồi đó, thì mới bắt đầu thực sự có những vấn đề quốc sự đụng đến ông ấy, và mới thể hiện cái tính cách của ông ấy. Thì đấy là cái điều khác so với hai vị vua trước là Hàm Nghi và Thành Thái. Như vậy là ngày 5 tháng 9 năm 1907, Vĩnh San lên ngôi lấy niên hiệu là Duy Tân. Phải chỉ một ngày sau lễ đăng cơ, Duy Tân đã đổi khác. Một nhà báo Pháp đã thuật lại rằng, một ngày lên ngai vàng đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt cậu bé lên 8. Để kiểm soát vua Duy Tân, người Pháp cho lập một phụ chính gồm 6 đại thần là Tôn Thất Hân, Nguyễn Hữu Bài, Huỳnh Côn, Miên Lịch, Lê Trinh và Cao Xuân Dục để cai trị Việt Nam dưới sự điều khiển của khâm sứ Pháp. Một tiến sĩ sinh học cũng được đưa đến để dạy học cho vua Duy Tân, mà theo nhiều người thì đó chỉ là hành động kiểm soát. Thế nhưng tất cả những điều đó không ngăn được ý chí vững vàng của một vị hoàng đế. Năm 1908, ở Trung Kỳ, phong trào Duy Tân, dân chúng nổi lên xin sâu, chống thuế, bị đàn áp dữ dội. Lúc đó vua Duy Tân mới 9 tuổi mà đã phán với đỉnh thần rằng nếu trong nước hay có loạn là vì nhân dân bị thiếu thốn. Từ nay sắp tới, lương bổng của ta 500 đồng một tháng, ta chỉ lãnh 200 đồng thôi, giao cho các thầy 300 đồng đem giúp đỡ những kẻ nghèo khó. Có lần vua hỏi Hồ Đắc Trung, thượng thư bộ học, thầy nghĩ sao về việc người Pháp đô hộ ta? Hồ Đắc Trung đâu? Chúng ta bị trị, còn biết nói gì nữa? Xin Hoàng thượng thận trọng, cố gắng học hành, đường còn dài, còn nhiều vận hội mới. Khoảng năm 1912, khâm sứ George Maria Joseph Mahay mở một chiến dịch tìm vàng giáo diết. Mahay lấy tượng vàng, đúc từ thời chúa Minh Nguyễn Phúc Chu trên tháp Phước Duyên chùa Thiên Mụ, đào lăng vua Tự Đức và đào sới lung tung trong đại nội để tìm vàng. Vua Duy Tân phản đối quyết liệt những hành động thô bạo đó, nhưng Mahay vẫn làm ngơ. Duy Tân ra lệnh đóng cửa cung không tiếp ai. Tòa khâm sứ Pháp làm áp lực với nhà vua, thì Duy Tân đe dọa sẽ tuyệt giao với các nhà đương cục ở Huế lúc bấy giờ. Cuối cùng, toàn quyền Albert Pierre Sarot từ Hà Nội phải vào giải quyết, vua Duy Tân mới cho mở hoàng thành. Năm vua Duy Tân 13 tuổi, ông xem lại những hiệp ước mà hai nước Việt Pháp đã ký. Nhà vua cảm thấy việc thi hành của hiệp ước ấy không đúng với những điều kiện mà hai bên đã ký kết với nhau. Nên một hôm giữa triều đình, nhà vua tỏ ý muốn cử ông Nguyễn Hữu Bài là người giỏi tiếng Pháp sang Pháp để yêu cầu duyệt lại hiệp ước ký năm 1884.
tức Hiệp ước Paternot. Nhưng cả triều đình không ai dám nhận chuyến đi đó. Vào năm 1913, nghe tin khâm sứ Ma Hay đem người đến đảo Mã vua Tự Đức để lấy vàng ngọc châu báu. Duy Tân tức tốc thân hành đến ngăn chặn. Nhưng tới nơi thì đã muộn, mọi việc đã xong xuôi. Ngày sau, Duy Tân viết thư cho chính phủ Pháp, hất tội và yêu cầu khiển trách những viên chức đã lộng hành, nhờ toàn quyền Pháp chuyển. Viên toàn quyền không chuyển, mà còn đích thân đem thư ấy vào Hoàng Cung, đưa cho Hoàng Thái Hậu, mẹ đích của vua. Bà là con gái cần tránh đại học sĩ Nguyễn Thân. Tuy không có con, song vẫn có thế lực lớn trong triều đình. Bà đòi vua vào cung, buộc vua xin lỗi viên toàn quyền Pháp. Bất đắc dĩ, Duy Tân phải bấm bụng tuân theo. Đầu năm 1914, Duy Tân họp các vị thượng thư, chỉ thị cho hai người phải qua Pháp trình Tổng thống Pháp. Một dự án sửa đổi bản hiệp ước Pháp Nam Paternot đã bị Pháp vi phạm rất nhiều. Không vị nào dám nhận sứ mạng này, Thượng thư Huỳnh Côn lại đi mách với Hoàng Thái Hậu để bà la rầy nhà vua một cách gắt gao. Về sau, trong một buổi học chữ Hán với Thượng thư Huỳnh Côn, Duy Tân phàn nàn. Không có ông thượng thư nào chịu nghe ta cả. Ta làm vua chỉ có hư danh thôi. Huỳnh Côn tức tốc đi mời chủ tịch hội đồng và thượng thư bộ hình đến. Duy Tân lặp lại câu đã nói đó. Nguyễn Hữu Bài đi ngang qua nghe được, tâu rằng: Ngài muốn đánh Pháp, nhưng ngài lấy gì mà đánh? Ngài không có tài chánh, mà cũng không có quân đội. Nhà vua làm thinh một chốc, rồi nổi giận la to lên. Lúc này chính là lúc phải xuống dân nổi dậy, lúc mà nước Pháp đang lâm chiến. Năm 15 tuổi, vua Duy Tân đã triệu tập cả 6 ông đại thần trong phụ chính, bắt buộc các vị phải ký vào biên bản để đích thân vua sẽ cầm qua trình với tòa khâm sứ. Nhưng các đại thần sợ người Pháp giận sẽ kiếm chuyện nên từ chối không ký và phải xin ý kiến bà Thái Hậu để nhờ bà căn dán nhà vua. Từ đó, không những nhà vua có ác cảm với thực dân Pháp mà còn ác cảm với cả triều đình. Quãng thời gian trị vì của vua Duy Tân có liên quan đến tổ chức yêu nước Việt Nam Quang Phục Hội được Phan Bội Châu thành lập từ năm 1912. Biết được vua Duy Tân là người yêu nước chống Pháp nên Việt Nam Quang Phục Hội quyết định liên lạc với ông. Hai lãnh đạo của hội là Trần Cao Vân và Thái Phiên bỏ tiền vận động người tài thế riêng của vua Duy Tân xin thôi việc. Thay vào đó là Phạm Hữu Khánh, một thành viên của hội. Và cũng từ đây, cuộc đời của gia đình hoàng tộc rẽ sang một hướng mới. Tháng 4 năm 1916, khi vua Duy Tân ra bãi tắm Cửa Tùng nghỉ mát, Phạm Hữu Khánh có đưa cho vua một bức thư của hai lãnh tụ Trần Cao Vân và Thái Phiên. Duy Tân đọc thư và muốn gặp hai người này. Ngày hôm sau, ba người cùng đến câu cá ở Hậu Hồ. Vua Duy Tân đồng ý cùng tham gia khởi nghĩa. Khởi nghĩa dự định được tổ chức vào 1 giờ sáng, ngày 3 tháng 5. Nhưng cuối tháng 4, một thành viên của Việt Nam Quang Phục Hội ở Quảng Ngãi là Võ An đã làm lộ tin. Chiều ngày 2 tháng 5, thực dân Pháp ra lệnh thu súng ở các trại lính người Việt, cất vào kho và cấm trại không cho một người lính Việt nào ra ngoài. Đêm 2 tháng 5, Trần Cao Vân và Thái Phiên đưa thuyền đến bến Thương Bạc đón vua Duy Tân. Nhà vua cải trang theo lối thường dân, đi cùng hai người hộ vệ là Tôn Thái Đề và Nguyễn Quang Siêu. Họ tới làng Hà Trung, lên nhà một hội viên Việt Nam Quang Phục Hội để chờ giờ phát lệnh bằng súng thần công ở Huế. Nhưng chờ đến 3 giờ sáng, vẫn không nghe hiệu lệnh. Biết đã thất bại, Trần Cao Vân và Thái Phiên định đưa vua Duy Tân tới vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sáng ngày 6 tháng 5 năm 1916, họ bị bắt. Khâm sứ tại Huế và toàn quyền thuyết phục vua Duy Tân trở lại ngai vàng. Nhưng ông không đồng ý. Ông khẳng khái nói: Các ngài muốn bắt buộc tôi phải làm vua nước Nam thì hãy coi tôi là một ông vua đã trưởng thành và có quyền tự do hành động, nhất là quyền tự do trao đổi tin tức và ý kiến với chính phủ Pháp. Pháp bắt triều đình Huế phải xử. Thượng thư Bộ Học Hồ Đắc Trung xin được ủy nhiệm thảo bản án. Trần Cao Vân khi đó bị giam trong ngục, nhờ được người đưa tin cho Hồ Đắc Trung xin được lãnh hết tội và xin tha cho vua.
Hồ Đắc Trung làm án, đổ hết tội cho 4 người: Thái Phiên, Trần Cao Vân, Tuần Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu. 4 người bị chém đầu ở An Hòa. Vua Duy Tân bị đày đi đảo Reunion ở Ấn Độ Dương cùng với vua cha Thành Thái vào năm 1916. Ngày 3 tháng 11 năm 1916, gia đình vua Thành Thái và Duy Tân lên tàu Guadiana ở Vũng Tàu. Đến ngày 20 tháng 11, họ tới đảo Reunion lúc 7 giờ rưỡi sáng. Tại đây, từ chối một biệt thự sang trọng người Pháp dành cho, gia đình cựu hoàng sống trong một căn nhà thuê lại, một người dân ở thành phố San Denis. Duy Tân bất bình với vua cha Thành Thái vì không hợp tính mình. Ông cắt đứt liên lạc với gia đình. Duy Tân ghi tên học về vô tuyến điện và mở tiệm bán hàng sửa chữa máy. Đồng thời, ông thi tú tài ở một trường trung học và học thêm ngoại ngữ, luật học. Duy Tân ít quan hệ với người Pháp, chỉ giao du với một nhóm bạn bè. Ông tham gia hội yêu nhạc, học cưỡi ngựa và thắng nhiều cuộc đua. Cựu hoàng Duy Tân còn viết nhiều bài và thơ đăng trong những tờ báo như Dân Chúng, Tiến Bộ dưới biệt hiệu George Dry. Bài Những biến tấu của một cây đàn lia gãy vỡ được giải nhất văn chương của Viện Hàn Lâm Khoa học và Văn chương là Rerien năm 1924. Duy Tân còn là hội viên của Hội Tam Điểm, Fran Macon và Hội Địa Phương Bảo vệ Nhân quyền và Quyền Công dân. Trong nhiều bức thư khác gửi cho chính phủ Pháp từ năm 1936 đến năm 1940 để xin phục vụ trong quân đội Pháp, Duy Tân đã không đả động gì đến vụ mưu loạn tại Việt Nam. Tất cả đơn từ đều bị bác vì bộ thuộc địa phê trong tờ lý lịch cá nhân của Duy Tân được giải mật sau này rằng có vẻ khó mua chuộc, rất độc lập, mưu đồ rời khỏi đảo Narion để tái lập ngôi báu ở An Nam. Ngày 18 tháng 6 năm 1940, Jacques de Gaulle kêu gọi chống Đức Quốc xã. Sự việc nước Pháp bại trận trong chiến tranh thế giới thứ hai, đầu hàng phát xít Đức và sau đó lực lượng kháng chiến Pháp ở hải ngoại do de Gaulle đứng đầu được thành lập ở Anh trở về tài chiếm đất Pháp đã có tác động rất lớn đến tư tưởng tình cảm của cựu hoàng. Ông xem de Gaulle là thần tượng, là hình mẫu cho hoạt động cứu nước của mình. Tuy nước Pháp tự do và nước Pháp thực dân mà ông chống đối đều là một nước Pháp, nhưng vua Duy Tân đã hưởng ứng. Và lý do của vị hoàng đế này là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Duy Tân hưởng ứng lời kêu gọi của de Gaulle chống Đức Quốc xã bằng đài vô tuyến điện. Ông đã thu nhập tin tức bên ngoài để chuyển cho lực lượng kháng chiến tự do Pháp. Vụ việc đổ bể, ông bị nhà cầm quyền Reunion, lúc đó theo chính phủ Vichy, câu lưu 6 tuần. Sau đó, ông phục vụ 3 tháng với cấp bậc hạ sĩ vô tuyến trong phe kháng chiến của tướng Lê Gentil Homme và đại tá Alan de Boissel. Bị giải ngũ vì lý do sức khỏe, Duy Tân nhờ thống đốc Reunion là Capagori can thiệp cho ông đăng vào bộ binh Pháp dưới quyền của tướng Cachot với cấp bậc binh nhì. Một thời gian sau, ông được thăng lên chuẩn úy rồi sang châu Âu. Ngày 5 tháng 5 năm 1945, có lệnh đưa chuẩn úy Duy Tân về phòng quân sự của tướng Charles de Gaulle ở Paris. Duy Tân đến Pháp vào tháng 6 năm 1945 thì Đức đã đầu hàng ngày 8 tháng 5. Ngày 20 tháng 7 năm 1945, ông được đưa qua phục vụ tại Bộ Tham mưu của Sư đoàn 9, Bộ binh thuộc địa, đóng ở Forest Neurer, nước Đức. Ngày 14 tháng 12 năm 1945, Charles de Gaulle tiếp cựu hoàng Duy Tân. Trong tập Hồi ký chiến tranh, tướng de Gaulle ghi rằng: "Tôi sẽ tiếp cựu hoàng Vĩnh San và sẽ cùng ông xét xem chúng tôi sẽ làm được những gì." Đó là một nhân vật đầy cương nghị. Mặc dù bị lưu đày dòng dã 30 năm trời, hình ảnh ông không hề phai mờ trong tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Trong hồi ký bên dòng lịch sử 1940 đến 1965, linh mục Cao Văn Luận ghi lại rằng mùa đông năm 1944 và đầu năm 1945, cùng với một số du học sinh Việt và Việt kiều,
ông có tiếp xúc 3 lần với Duy Tân ở Paris. Lần đầu tiên, cựu hoàng giải thích rằng người Pháp đang cần sự hợp tác của chúng ta để tái chiếm Đông Dương. Họ có thể chấp nhận cho ta thành một quốc gia tự trị trong Liên Hiệp Pháp. Điều đó không trái với quyền lợi quốc gia. Dần dà, chúng ta đòi thêm quyền hành. Chúng ta biết làm gì hơn trước binh lực hùng hậu của Pháp và hậu thuẫn của đồng minh Tây Phương. Chúng ta đã thấy những gương chống Pháp và tôi đây là nạn nhân của một lối chống nóng nảy vụng về. Rồi đất nước chúng ta phải chịu thêm một cảnh chiến tranh tàn khốc mà kết quả chưa biết là thắng hay bại. Chính phủ Duy Tân cũng đã từng tâm sự. Riêng về phần tôi, lòng yêu quê hương Việt Nam không cho phép tôi để ngỏ cửa trong một cuộc tranh chấp nội bộ nào. Điều mà tôi mong muốn là tất cả con dân Việt Nam ý thức được rằng họ là một quốc gia và ý thức ấy sẽ thúc đẩy họ dựng nên một nước Việt Nam xứng đáng là quốc gia. Tôi tưởng rằng tôi sẽ làm tròn bổn phận của một công dân Việt Nam. Khi nào mà tôi làm cho những người nông dân Lạng Sơn, Huế, Cà Mau ý thức được tình huynh đệ của họ, nghĩa hợp quân ấy được thực hiện dưới bất cứ chế độ nào, cộng sản, xã hội chủ nghĩa, bảo hoàng hay quân chủ, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là phải cứu dân tộc Việt Nam khỏi cái họa phân chia. Rõ ràng là vua Duy Tân ít nhất là có những can dự vào chính trị. Chúng ta cũng còn có thể phải bình luận và nghiên cứu xem cái tầm mắt và cái quan điểm và thái độ của vua Duy Tân như thế nào. Cụ thể là đây đối với cái lực lượng gọi là cái lực lượng kháng chiến của nước Pháp ở hải ngoại đấy, của De Gaulle đấy. Thì nếu trước năm 1945, trước khi cách mạng tháng 8 bùng nổ, thì cái việc mà vua Duy Tân ủng hộ cái phái De Gaulle đó thì cũng tốt thôi. Tôi nghĩ cứ mặt nào đó cũng có cái tốt của nó, khách quan là nó có cái tốt, tốt đây là tốt cho phong trào dân tộc. Nhưng mà cái phức tạp là chỗ thì vua Duy Tân cũng không thể hiểu được rằng là khi kết thúc chiến tranh thì ở Việt Nam đã bước qua một cái bước ngoặt lịch sử mới, chính phủ Hồ Chí Minh đã lên cầm quyền và một cuộc cách mạng thực sự là long trời lở đất, nó đã chấm dứt cái chế độ thuộc địa hơn 80 năm của người Pháp ở Việt Nam. Thì những cái điều này vua Duy Tân không đủ thông tin, cho nên là rõ ràng cũng có những tư liệu vẫn tiếp tục ủng hộ cái chính sách của De Gaulle. Tôi không nói là cái chính sách tái chiếm lại Đông Dương nó có cụ thể đến mức ấy không, nhưng mà rõ ràng nó có cái như vậy. Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn ghi nhận được một cái năng lực, cái hiểu biết về cái chính trị hiện đại. Cái đấy là điều tôi muốn nói, cái năng lực, cái hiểu biết về cái chính trị hiện đại và kể cả cái phương cách hoạt động của chính trị hiện đại, thì Duy Tân đã là cái người hiếm có trong những người Việt Nam mà có nguồn gốc hoàng tộc đã có thể dấn thân làm được cái việc đó, là cái đặc biệt. Có lẽ là có một không hai, không ai có thể đạt được đến một cái như vậy. Ngày 24 tháng 12 năm 1945, Duy Tân lấy phi cơ Lockheed C-60 của Pháp cất cánh từ Bourget, Paris để trở về Réunion thăm gia đình trước khi thi hành sứ mạng mới. Lúc 13:50, phi cơ rời Fort Lamy để bay đến Bangui, trạm kế tiếp. Ngày 26 tháng 12 năm 1945, khoảng 18:30, máy bay rớt gần làng Basako thuộc phân khu Bai Ki, Cộng hòa Trung Phi. Tất cả phi hành đoàn đều thiệt mạng, gồm có một thiếu tá Hoa Tiêu, hai trung úy phụ tá, hai quân nhân, trong đó có cựu hoàng Vĩnh San và bốn thường dân. Cũng như trong bài viết về vị hoàng đế xứ An Nam Duy Tân, Thê Bốt viết: Ngày 17 tháng 12 năm 1945, 10 hôm trước khi tử nạn, Duy Tân có linh cảm tính mạng ông bị đe dọa. Khi cả hai lần đi ngang, lần chót, vườn Tích Lơ Ria, cựu hoàng nắm tay Thê Bốt và nói: Anh bạn già Thê Bốt của tôi ơi, có cái gì báo với tôi rằng tôi sẽ không trị vì, anh biết không, nước Anh chống lại tôi trở về Việt Nam. Họ đề nghị tặng tôi 30 triệu quan nếu tôi bỏ ý định ấy. Ngày 28 tháng 3 năm 1987, hài cốt của vua Duy Tân được gia đình đưa từ Bai Ki, Trung Phi về Paris để làm lễ cầu siêu tại Viện Quốc tế Phật học Vincennes và sau đó đưa về an táng tại An Lăng, Huế, cạnh nơi an nghỉ của vua cha Thành Thái vào ngày 6 tháng 4 năm 1987. Ngày 5 tháng 12 năm 1992, thành phố Saint-Denis, đảo Réunion khánh thành một đại lộ mang tên ông, Đại lộ Vĩnh San,
Năm 2010, phố Duy Tân được đặt tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Về cuộc đời vị vua Duy Tân, cho đến nay còn rất nhiều giai thoại. Có chuyện kể rằng, một lần nhà vua thiếu niên từ bãi tắm Cửa Tùng lên, tay chân dính cắt, thị vệ bưng chậu nước cho vua rửa. Duy Tân vừa rửa vừa hỏi, khi tay bẩn thì lấy nước gì mà rửa, khi nước bẩn thì lấy chi mà rửa. Người thị vệ chưa biết trả lời ra sao, thì vua Duy Tân nói tiếp, nước bẩn thì phải lấy máu mà rửa. Một lần khác, vua Duy Tân ra ngồi câu cá trước bến Phu Văn Lâu, thượng thư Nguyễn Hữu Bài cùng đi. Mãi không thấy con cá nào cắn câu, vị hoàng đế trẻ bèn ra câu đối. Ngồi trên nước không ngăn được nước, chót buông câu nên lỡ phải lần. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, thượng thư Nguyễn Hữu Bài nghĩ ngợi rồi đối lại. Nghĩ việc đời mà ngán cho đời, đành nhắm mắt đến đâu hay đến đó. Nghe đồn Duy Tân phê Nguyễn Hữu Bài là người cam chịu trước số mạng, nhà vua còn bảo, theo ý trẫm, sống như thế buồn lắm, phải có ý chí vượt gian khó thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Cũng lại phải một lần nữa ghi nhận rằng trong các triều vua Nguyễn thì có một số ông vua, mà phần lớn là các vua trẻ, rất yêu nước và cá tính, trong đó có Duy Tân, rất là mạnh. Riêng vua Duy Tân thì lại những cái nét mà ban nãy tôi đã phân tích thì tôi đã cố để nói cái cá tính, cái nét, rồi những cái điểm độc đáo trong cái gọi là cái cuộc đời chính trị của ông vua này, kể cả khi đã không có Ngai, không còn Ngai, bị phế trước. Và cái điểm chung của họ thì họ làm được một cái việc rất tốt cho chính dòng họ của họ, tức là gì? Ít nhất là để trước dân tộc là gì? Là họ vẫn giữ được những cái tâm thức dân tộc, yêu nước. Cái đấy là điều rất là đáng quý ở một cái triều đại cuối cùng như thế này. Vua Duy Tân bên cạnh cái yêu nước thì rất nhấn mạnh cái, tức là cái khả năng vươn lên, mà như tôi nói là cái tính chính nghĩa, tính hiện đại ấy, là cái điều ở thời đại ấy đang nói đến nhiều, đang cần thiết, kể cả lịch sử Việt Nam cũng đang cần thiết. Bên cạnh phong trào giải phóng dân tộc thì phải có vấn đề tính hiện đại hóa để giải quyết. Mà có hiện đại hóa thì rồi mới chống Pháp thắng lợi được. Thì cái việc vua Duy Tân hành xử và sự nghiệp của ông thì tôi nghĩ là có nhiều nét tiêu biểu nhất cho cái vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, thật hiếm có một giai đoạn lịch sử nào như thời kỳ từ năm 1885 đến năm 1916 với ba vị vua liên tiếp cùng chung tinh thần kiên quyết chống đuổi xâm lăng để nhận lấy cảnh lưu đày khổ cực như các vua Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân. Mặc dù lên ngôi khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng họ sớm khẳng định năng lực lãnh đạo và tư cách của những vị hoàng đế thương dân, yêu nước, kiên quyết quay lưng với kẻ thù. Cho dù có bị lưu đày đi xa xứ, chịu đựng bao vất vả khổ cực, nhưng tấm lòng của các vị vẫn hướng về quê hương đất nước với tấm lòng thủy chung. Và chương trình lịch sử Việt Nam giới thiệu về vua Duy Tân đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.